Tiếp tục chương trình khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Hiệp hội Du lịch tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức chương trình khảo sát các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn hai huyện Nho Quan và Gia Viễn. Đoàn đến tham quan trải nghiệm một số sản phẩm du lịch ở một số khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú như khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long, vườn quốc gia Quốc Phương, khu du lịch sinh thái Động Thiên Hà, khu nghỉ dưỡng Emeralda và Ninh Bình Memorina Farm. Qua đó tìm hiểu và trao đổi các thông tin về công tác phòng chống dịch, cơ sở vật chất, số lượng lao động đã được tiêm vaccine, cũng như kiến nghị đề xuất của các đơn vị. Từ đó, đoàn sẽ thống kê lựa chọn các cơ sở lưu trú, điểm đến, đáp ứng đủ các tiêu chí về an toàn, gửi về Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, nhằm truyền thông về du lịch an toàn và chuyển các hoạt động du lịch sang trạng thái bình thường mới, với tư tưởng sống chung với COVID-19.